Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết đẩy mạnh về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nghị quyết nêu rõ việc siết chặt kỷ luật kỳ cương, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực của đất nước. Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí gồm có 6 điều, trong đó quy định từ năm 2023 phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng ở mọi cấp mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề nội dung hình thức thiết thực hiệu quả kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí nghị quyết đề ra một số phương hướng nhiệm vụ giải pháp chung về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phổ biến nhằm thay đổi nhận thức nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại từng cơ quan tổ chức cá nhân cả khu vực công cũng như khu vực tư để thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ công chức viên chức và nhân dân